khu Sophia Downs này mình rất là thích là tại vì nó nằm ở ngay thành phố Swanee. Mà các bạn biết nữa, đây là trường Northwest, cách đây có 2 phút thì Northwest gọi là trong những cái trường mà rất là nổi tiếng ở thành phố Georgia này, ở tiểu bang Georgia này, nên khu này nó nằm gần trường học, mà design nhà rất là đẹp. Mà Swanee các bạn cũng biết nữa, Swanee là trong những thành phố mà nó promote a lot of healthy lifestyle, family oriented park, nó connect rất là nhiều. Thì từ đây tới Sims Park cũng không xa. Downtown Swanee is amazing right now, and downtown Sugar Hill is also thriving. So Swanee is a great place. Me and my family, we established root here and we love it here, and I hope you guys come here and become our neighbor. Đây là cái mẫu ranch của Almond Home ở Sophia Downs. Cái ranch này rất là popular tại vì thường bây giờ mà mấy builder đó, người ta sẽ cố gắng build 2 tầng nhiều hơn là tại vì nó tiết kiệm đất. Nhưng mà ở gần ở Swanee vậy mà nó vẫn có cái option để build cái ranch, thì mình nghĩ là cái floor plan này rất là popular cho cái khu này. Đặc biệt khu này các bạn thấy không, là nhà nào cũng có covered porch hết. Thì that's beautiful, nhất là cái backyard giống vậy, rất là open mà và privacy nữa. Thì mình có cái porch giống vậy, nó buổi chiều nó rất là mát, ra đi barbecue, ngồi nhậu dài chai nó cũng rất là vui. So Atlanta các bạn thấy không, rất là đẹp, 4 mùa đều có hết. Nên bởi vậy anh chị nào ở tiểu bang khác, nếu mà dọn về Atlanta nhớ gọi mình nha. Các bạn thấy không, đây là một cái floor plan nữa. Floor plan này đặc biệt là cái master nằm ở dưới. Thì nhà này vẫn là under construction, nó chưa xong hết. Thì mình không có tour inside nha, các bạn thấy cái design ở outside, cái kiểu nhà trong khu này rất là đẹp. Thì từ cái màu sắc nè, được cái là cái master ở dưới, 3-car garage, driveway rất là bằng phẳng. Bởi vậy đây là trong những cái khu mà mình nghĩ là sẽ sell very hot. So definitely check out this floor plan.